Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi Nhật Bản nha các bạn. Đây, chùa Nhật Bản. Chùa rất là đẹp luôn. Phong cách của Nhật Bản. Còn đây là cái cổng chính khi đi vào tu viện Khánh An đây các bạn. Đây là cái cổng chính đi vào tu viện Nhật Bản Khánh An, ghi chữ là bờ giác sớm quay về, hai cổng làm theo kiểu của Nhật Bản, không kiến trúc kiểu Nhật Bản, bạn có thấy không? Đó, đèn đóm, cổng chính bằng gỗ, làm những cái đố mà để gài cửa thì cũng theo kiểu xưa của Nhật Bản luôn. Ở bên cũng có là bên tay trái, cổng bên tay trái, cổng bên tay phải. Thường là bên đạo giáo là nam đi một bên, nữ đi một bên. Bờ giác sớm quay về. Đó, quay vô trong, đây là cổng chính để quay vô trong. Wow, quá đẹp. Và khi vào thì có một tảng đá khổng lồ ghi chữ tu viện Khánh An. Ghi chữ khổng lồ đúng không? Tu viện Khánh An ha. Và đây là cây mai nở gần hết rồi. Tại vì hôm nay cũng là mùng 9 Tết. Tu viện Khánh An. Tu viện Khánh An. Ê, cây mai nè. Rất là đẹp. Đây tòa tháp của tu viện Khánh An đây. Con lớn nghe cái cây mai nè. Đây, chùa Nhật Bản đây. Rất đẹp nha. Đây có một cái tiểu cảnh nhỏ đây. Đây có tiểu cảnh đi vào nhỏ. Là hai bên hàng có cái đèn. Đây đèn. Đèn đá bằng của Nhật Bản luôn, để buổi tối người ta đốt rất là đẹp nha. Và bây giờ mình sẽ đi đến về khu chánh điện của chùa. Khi đi sâu vào trong có một cái cầu đá nha các bạn. Đây, đi qua cái cây cầu đá thì có Đức Phật làm bằng đá trắng nha. Mình phải bước qua một cái cầu. Cái cầu qua cái cầu đá này nha. Đây Đức Phật ở đây, bằng đá trắng đang ngự ở đây. Bên này có một tòa tháp nữa. Nãy tính toàn nha. Giờ cận nè. Ở đây có một cái bình hoa nó bị ngã rồi các bạn ơi. Thôi, bình hoa ngã rồi. Đây có những cái cây người ta cắt cành hết rồi mà nó đẹp quá trời luôn, cái thế nó rất là đẹp nha. Đây cũng có bóng đèn lớn ở đây. Đây cái hồ cá nuôi cá coi. Đây là đỉnh tháp ở trên đây. Đi vào đây. Cái tháp bên kia là người ta không có cho vô rồi. Khu vực
khu vực nhập thất xin quý khách dừng chân. À, người ta không có cho vô khu bên đó. Đây là khu này là khu nhập thất nè. Có cái cổng thì cái cổng này cũng làm giống như ở Nhật Bản luôn. Có chữ vạn. Ở đây là nguyên một hành lang. Hành lang là sỏi, sỏi trắng nha các bạn. Đó. Đây là hành lang này. Đây có những cái bức gỗ, gỗ Đạt Ma Sư Tổ. Và đẹp luôn. Đây là bước sỏi trắng, mình đang đi trên sỏi trắng. Sột sạt sỏi trắng luôn nha các bạn. Đây tượng Phật điêu khắc vào gỗ. Đây là Di Lặc nè, trên gỗ nha. Đó, đi ra ngoài hành lang thì cũng là những cái đèn, những cái đèn như Nhật Bản ha. Đi theo lối hành lang đi ra ngoài nha, để mình vào khu chánh điện. Thì khu này thì người ta viết thư pháp các bạn ơi. Đây đây viết thư pháp ở đây. Rất là đẹp nha, tặng chữ từ tâm an nhiên bồ ngộ, rất là đẹp. Đây ông đồ đang vào. Đây là nguyên một vàng cỏ rất là đẹp, thấy chưa, có hoa đào luôn, hoa đào rất đẹp. Anna đi tới trước coi kìa, con lỡ cái thuyền rất đẹp luôn. Ôi đây có một cái chú tiểu đang đứng bưng bình bát đây, rất đẹp. Có chữ phúc rồng bay lên, là hai bên có hai câu đối nha. Xuân vinh hoa phú quý, ở bên tay phải thì có là Tết tài lộc an khang, rất đẹp và rất là dễ thương. Kế bên đây cũng có một cái quầy cũng là thư pháp, có những cái hồ lô rất là dễ thương từ nhỏ cho tới lớn nha, và có những chú cọp nhỏ đây nè, tại năm nay là năm cọp mà. Ở đây có những họa sĩ người ta đang vẽ lên. Đây những thỏi vàng. Đây có một bức thư pháp đã vào khung. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Lễ. Đây, họa sĩ người ta đang vẽ vô đây. Vẽ vào lá bồ đề. Bên đây có mấy cái mặt Phật rất là đẹp luôn. Một cây đào đẹp quá. Ở bên đây có một câu đối bằng gỗ sơn son tháp vàng đây. Tâm an vạn sự an, tâm thành vạn sự thành. Hoa sen chính giữa ha. Sen. Ở đây có chiếc thuyền rất đẹp luôn.
Tu Viện Khánh An, Nhật Bản các bạn ơi, rất đẹp, không thể nào mà không đẹp hơn được. Và đi vào theo lối để vào chánh điện thì đây là những cây đèn của Nhật Bản, các bạn có thấy không, trồng bên những hàng dương, hàng thông, rất là đẹp luôn. Có khi đi vào, chuẩn bị đi vào đại điện, đây đây đại điện đây các bạn, đó đại điện nha. Wow, còn gì đẹp hơn nữa các bạn ơi, thật là tuyệt vời. Mấy đứa nhỏ đang chụp hình những cái mai Tết nó đã nở hết rồi, ra bông. Ở đây có một cây mai kinh khủng không? Đó, coi gốc mai kìa, khủng khiếp không? Tạo hình cây thông lên nè, quá đẹp luôn, chót vót luôn, thân và chi rất là đẹp. Và đây là những cây đèn của Nhật Bản. Ở đây thì có một cái đỉnh hương, mà đỉnh hương người ta làm bằng hoa sen luôn nè, các bạn thấy không? Đó. Ở trên kia là trung tâm thiền tập Khánh An. Mình sẽ quay lên cao. Đây. Đó. Viên một cái mà chánh điện của Tu Viện Khánh An. Quá đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp. Những cột kèo rồi người ta làm theo kiểu Nhật Bản hết, kể cả đèn nữa ha, trên nóc đèn đây nè, những cái tòa tháp người ta cũng làm theo kiểu Nhật Bản nha, thấy không các bạn? À, cột kèo rất là đẹp lên trên cao. Bây giờ thì mình sẽ đi vào chánh điện nha các bạn. Mình sẽ bước lên những cái tam cấp này. À nha, đó. Mình sẽ đi vào chánh điện nha. Tam cấp rất là cao. Mình sẽ bước lên nha. Đây là có những chậu sen lớn. Sen lớn. Mai, vàng thọ. Thành đài rất là lớn ở đây. Và đứng ở bên chánh điện, quay qua bên ở bên kia có một cái tòa tháp rất là lớn. Không? Chắc cũng là chánh điện luôn hay gì đó. Có ghi chữ là Tu Viện Khánh An dưới hoa sen đó các bạn ơi. Rất là đẹp nha. Ở đây là có những cái mai rất là lớn nha. Mình quay ra hướng ngoài cổng nha các bạn. Đây có cổng lớn nè. Đó, cái cổng nó vào cổng chính luôn á. Đây vào bên trong. Đây vào bên trong tu viện đây. Có hai làng rất là lớn, hai chậu làng lớn quá. Ở đây ghi bốn chữ Pháp Đường Chánh Niệm bằng chữ thư pháp rất là đẹp. Xung quanh là gỗ. Gỗ là gỗ. Đây có hai hướng đi lên Phật Đài, Đại Hồng Bảo Điện là hướng bên tay phải và hướng bên tay trái nha các bạn. Đây, hai lẵng hoa lan rất là đẹp luôn. Rồi. Ở đây thì lát gỗ và ngồi uống trà cũng y hệt như những cái bên xứ của Phù Tang.
Ở đây có bốn chữ ghi là, ghi là gì đây? Thương yêu. À, ươm mầm thương yêu. Ở đây để những cái bàn để Phật tử người ta tới, người ta có thể uống trà đạo ở đây. Ở đây là trà nè, trà nè, uống trà, pha trà uống. Đây, những cái bàn lót gỗ và ngồi dưới đất như những ở bên xứ Phù Tang và xứ Đại Hàn. Và tiếp tục các bạn xem cái bàn thờ đây. Chính giữa là Đức Thích Ca Mâu Ni được làm bằng gỗ. Ở bên tay phải thì có chuông rất là lớn, bên tay trái thì có mõ, có những mái gối người ta làm theo kiểu Nhật Bản luôn các bạn. Phía sau là những giò lan cũng khổng lồ, chuông luôn đây các bạn, chuông. Rồi. Phía sau là sự tích Phật đồ đó, là cái bồ đề đồ lúc mà Phật đi tu. Ở đây là trần nhà nè, trần làm trần theo kiểu Nhật Bản luôn, những kèo, những cái đó, những kiến trúc của Nhật Bản luôn nha các bạn. Đây, ở trong quay ra nè các bạn, trong quay ra nền thì lót gỗ để ngồi ở dưới giống như ở xứ Hàn. Chưa có cái đạo. Cái đạo. Đây, cái đạo đây. Bây giờ thì mình sẽ theo một lối để mình đi lên nha các bạn. Đi lên trên chánh điện. Để mình quay một lần nữa để cho các bạn xem nè. Và bây giờ thì mình sẽ đi theo cái lối đi lên chánh điện nha các bạn ơi. Trên này thì để Phật đường tỉnh thức, Phật đường tỉnh thức. Đây, hàng cửa đây. Hàng cửa. Bây giờ mình sẽ đi vào trong chánh điện nha các bạn. Trong chánh điện thì cũng vậy thôi các bạn. Được ốp gỗ trần. Ở trong đây thì nhà chùa Đại Mai nè, đào nè, cây mai, hai cái mai hai bên và cái đào chính giữa. Tòa sen rất là nguy nghi. Mình thấy không? Rất là đẹp luôn. Và bây giờ là nhà của mình sẽ chiêm bái Phật ở Nhật Bản này nha các bạn. Mình sẽ quay vòng vòng cho các bạn xem. Đây là hàng cửa đã đi vào. Quá đẹp luôn. Trên này có một cái chiếc trống rất là lớn. Chiếc trống rất là lớn luôn.
chuông. À, các bạn thấy không? Bên tay trái và trống bên tay phải. Kinh khủng. Lớn luôn. Đó. Rất là đẹp. Rồi, rất là nguy nghi lộng lẫy luôn các bạn ơi. Tại bé nhà mình cúng dừa. Ở đây thì có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Mặt thương nhìn cuộc đời. Thương nhìn cuộc đời. Ở đây có thờ, cái bàn thờ để thờ những cái trụ trì của chùa, những vị mà có công. Có bốn chữ ở trên: tông phong rực sáng. Đây, những cái cửa sổ của Nhật Bản thì nó tròn tròn như thế này. Đó, đây là cái lối xuống. Phía dưới là đây. Rất là đẹp luôn. Hồ cá và bức tượng Phật ngồi giữa sảnh, rất là đẹp luôn. Quá đẹp phải không các bạn? Đây là những cái máy, những máy chùa đây làm theo kiểu Nhật Bản. Và những cái đèn các bạn coi kìa, những cái đèn treo thì cũng của Nhật Bản luôn. Những gỗ, những cửa sổ gỗ nè. Các bạn thêm xem đây. Khóa cài cũng là bằng gỗ theo tích xưa của Nhật Bản. Tích xưa hết luôn. Chánh điện rất là nguy nghi lộng lẫy các bạn ơi. Và cuối cùng thì mình cũng xin kết thúc video này ở đây. Các bạn hãy đi đến tu viện Khánh An ở quận 12 nha các bạn. Nơi đây rất là nguy nga và lộng lẫy, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Nhìn rất là đẹp theo kiểu của Nhật Bản đó. Rồi, hẹn các bạn lại những cái video sau hay nha. Các bạn nếu mà xem có hay nhé, các bạn cho mình subscribe để ủng hộ tinh thần mình nhé. Xin chào, bye bye.